Em xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn Sài Gòn. Hôm nay ngày 13 tháng 7 năm 2021 và chúng ta đang có mặt ở đây là khu vực quận Bình Tân, khu vực phường Tân Tạo gần với khu Bon Giang đó. Và tình hình các khu công nghiệp ngày nay thì đang trong cái hoàn cảnh là đóng cửa hết rồi. Trong đó có khu chế xuất Tân Thuận, khu công nghiệp Bon Giang với mấy chục ngàn công nhân cũng đang thất nghiệp. Và hôm nay thì em có việc đi ở ngoài Bình Tân để đăng kiểm lại chiếc xe. Lâu quá rồi không có đăng kiểm, nay tới hạn rồi. Thì việc đăng kiểm thì cũng nằm trong sự cho phép được đi lại rồi, nên sẵn tiện đang trên đường đi về rồi này, chia sẻ với anh chị và các bạn vài hình ảnh ở đây. Ở đây chúng ta đang đi là con đường số 50 và ngày nay là đường Trần Văn Dào, và thẳng con đường này chúng ta sẽ đến Phú Lâm, công viên Phú Lâm. Con đường này ngày nay rất là rộng, rất là đẹp và rất là nhiều quán nhậu, quán ăn. Nhưng mà buổi tối thôi, buổi tối mình mới thấy, nhưng mà mấy nay thì tình hình nó đang căng rồi, thật ra không có quán nào hết. Hôm nay em đi từ quận Nhất đi qua Bình Tân thì rất là thông thoáng mà không có cái trạm kiểm soát nào hết. Do hôm qua là tình hình các trạm kiểm soát ở ngoài khu vực Gò Vấp á, các quận luôn á, thì là gây cái sự cản trở cho người có những cái công việc thiết yếu. Đây có một cái trạm nè, cái trạm kiểm soát, thì nếu mà chặn vô thì mình đưa giấy mình mới đi đăng kiểm là xong. Nhưng mà chặn thì chặn vậy thôi chứ thật ra cũng không có ai kiểm. Mấy trạm này chặn mấy cái chốt kiểm soát này thì hôm qua đó, hôm nay vẫn còn chưa có gỡ. Người ta dừng đèn đỏ nha. Đây là giao lộ Tên Lửa với Trần Văn Dào. Nếu quẹo phải là theo đường Tên Lửa thì chúng ta sẽ đi ra xa cảng miền Tây. Còn quẹo trái thì đi vô khu Bon Giang. Đường Tên Lửa ngày nay lớn lắm, đa phần là biệt thự được không à, nhà cao cửa rộng. Mấy nay thì người dân cũng đang than phiền vấn đề rau cải lương thực, cái gì cũng tăng giá. Người giàu thì khỏi nói rồi, người có hoàn cảnh khó khăn kiếm ăn từng bữa thì họ cảm thấy nó quá sức. Bây giờ cầm 100 ngàn đi siêu thị mua thì đâu có mua được gì đâu. Rau cải sợ không đủ, ăn chắc cử hai cử. Trong khi ở các tỉnh miền Tây hay là Củ Chi, nói chung là người ta nông dân bán không được luôn. Su hào đồ phải bỏ vì quá rẻ. Trong khi ở Sài Gòn thì nhu cầu tăng cao mà lại người dân lại mua cái giá quá cao. Nói đâu xa, bữa em mua trứng hay là giá tăng gấp đôi rồi. Còn mấy cái thiết yếu khác thì khỏi chơi luôn. Bắp cải, rau củ gì bây giờ. Đường xá vắng hoe, thích hợp cho việc tập lái hay gì đó. Nhưng mà mấy ngày nay thì đường phải vắng như vậy thì mới mong mà chặn được cái sự lây nhiễm.
Không biết cái tình hình này kéo dài đến khi nào. À, nghe nói là có vaccine rồi, chuẩn bị người dân chuẩn bị được chích rồi. Thì các công ty đều lên danh sách hết rồi, cá nhân cũng đăng ký hết rồi. Thì Sài Gòn có khoảng 11 triệu dân. Tính tổng khoảng 11 triệu. Thì bây giờ số lượng vaccine được nhập từ các nước thì chắc cũng được mấy triệu nữa. Chắc là chích ưu tiên cho những người ở vùng dịch chích trước đó. Mấy khu dịch bệnh nặng như là quận 7 nè, quận 7 bây giờ là với Bình Thạnh bây giờ là cũng căng luôn. Quận 7 là coi như là đa phần là công dân, người lao động từ khu chế xuất Tân Thuận, nên thành ra khu đó đông lắm. Tới mấy chục công ty mà bị nhiễm luôn á. Mình quẹo trái ra con đường An Dương Vương, xem quẹo ra khu Hồn Xây Phú Lâm, bến Phú Lâm ngày xưa đó. Ở bên trái là khu công viên Phú Lâm. Vừa đi vừa nói chuyện với anh chị và các bạn cho đỡ buồn ha, với lại để anh chị và các bạn ngắm đường xá Sài Gòn, để em thấy được ở khu vực Bình Tân quận 6 ngày hôm nay nó như thế nào. Cả hơn tháng nay rồi chiếc xe này không có được hoạt động, cũng đâu có đi đâu đâu. Dịch bệnh mà hạn chế việc đi lại, những công việc không cần thiết thì cũng hạn chế luôn. Mặc dù cũng muốn đi giải quyết cho xong, nhưng mà thôi, tình hình chung thì cũng mỗi người một chút. Mấy nay thì Nị bắt đầu từ hôm nay thì Nị cũng làm việc tại nhà rồi. Em thì cũng không có vô công ty, chỉ ở nhà rồi làm từ xa thôi, mà cũng làm cũng không được cái gì. Chỉ hỗ trợ với anh chị những khách hàng ở xa. Ở đây ta sẽ quẹo trái nha, quẹo trái con đường về đường nào đây ta, về đường nào mà nó tiện. Quẹo trái đường Hậu Giang đi. Ở đây cái chốt chặn nè, nhưng mà chặn thôi chứ không có người kiểm soát, để hạn chế lưu thông thôi. Đó, con đường Hậu Giang là một trong những trục đường chính của quận 6 này. Giống như tình hình có nhiều anh chị comment giống như là nói giống như là thời năm 75 tháng 4 năm 1975 vậy đó. Mọi người đều đóng cửa ở trong nhà hết, có nhà thì bỏ trống luôn. Mấy nay thì mình đi mua gì cũng không có, cửa hàng đồ đóng hết trơn à. Quán đồ ăn thì trong siêu thị thôi, chứ ở ngoài thì không ai bán hết, cấm bán nhỏ lẻ. Và người dân mấy nay thì cũng được chính sách hỗ trợ 1,5 triệu một người rồi, những người lao động, những người có hoàn cảnh khó khăn đó. Còn các công ty thì có công ty hỗ trợ mấy 10% lương, rồi có công ty thì không có lương, không làm thì đâu có thu nhập
đâu có tạo ra cái lợi nhuận của công ty đâu, nhiều khi công ty không có tài chính đó, thì cũng đâu được hỗ trợ, thì vài chục phần trăm, 40-50% là cùng, chứ đâu có cái gì mà ngồi không mà có tiền. Thôi, tình hình chung thì mình cũng phải chịu thôi. Mong cho hết đợt giãn cách này là dịch bệnh được khống chế, chứ bữa giờ là mọi người ai cũng nói Sài Gòn cố lên nên thành ra cái số nhiễm nó lên không à. Phải nói Sài Gòn xuống mới được chứ sao lên hoài. Em nói giỡn thôi. Rồi là trục đường Hậu Giang rồi, ở đây có bán dừa nước. Rồi nhiều khi muốn mua cho đầu nhỏ lắm. Giờ đâu có tiện đâu mà dừng. Thấy rồi, hôm nay là đi coi như là thông thoáng rồi, không có chặn kiểm soát rồi. Nên thành ra chiều nay chắc có mua gì thì chạy ra đây mua. Mà bảo lẽ chạy ra đây mua trái dừa nước. Nói giỡn thôi chắc cũng không cần thiết đâu. Ở phía trước chúng ta đó là cầu Renau. Cầu Renau ngày xưa và ngày nay là cầu Hậu Giang. Một cây cầu rất là lớn, rất là đẹp, rất là rộng. Bây giờ mình đi ngoài đường mình thấy toàn là các anh shipper không à. Các anh vận chuyển hàng hóa, lương thực, thực phẩm, nhu cầu thiết yếu của người dân. Không có các bộ phận này thì những người ở trong khu phong tỏa là mệt á. Hôm nay nhà cũng hết rau rồi, hết đồ ăn rồi. Hồi nữa không biết có đi siêu thị không, chị Hai có đi siêu thị không đó. Nếu mà chị Hai đi siêu thị em sẽ đi theo quay chia sẻ anh chị và các bạn vài hình ảnh ở trong siêu thị ha. Coi giá cả vật chất nó như thế nào. Nếu tiện. Còn xếp hàng mà đợi chờ lâu quá thì thôi. Tại vì mấy ngày nay siêu thị cũng quá tải luôn rồi. Có những đơn hàng có nhiều người, người ta mua nhiều quá. Rồi thành ra soạn tới nhân viên trong đó soạn hàng tới 3-4 ngày mới có hàng luôn á. Nhưng bữa anh Hai anh đặt mà 4-5 ngày sau mới có người gọi. Trời, lúc đó đói chết. Thiệt quái. Đó, nên người ta cũng sợ rồi đi mua cho chắc. Kệ chờ đợi một chút còn đỡ hơn là ngồi nhà ngóng hoài không thấy gọi điện thoại xác nhận. Tại vì nguyên một cái siêu thị có rất là nhiều ngành hàng mà người mua thì chọn mua rất là nhiều món hàng. Nên nhân viên ở đó đi tìm hàng không cũng mệt nữa. Rất là mất thời gian. Nên mình cũng thông cảm. Cái gì cũng có hai mặt ha. Mình phải đặt vị trí của mình ở người đối diện thì mình mới hiểu được. Và đây mình đi ngang khu chợ lớn nè. Người ta đi siêu thị á, ngồi chờ xếp hàng mỏi mòn. Nắng này nữa. Mỗi lần vô được tùy siêu thị. Siêu thị lớn thì được 10-15 người, siêu thị nhỏ thì 3 người, 5 người. Mấy ngày nay rau ở ngoài trong siêu thị là cũng như là hiếm luôn đó. Thịt cá hoài thì cũng ngán, không phải có chút rau xanh vô cho nó hấp dẫn. Như giờ ăn món rau luộc chấm chao hay là rau xào hay là rau nấu canh gì cũng được. Bữa bà nội của đồng nhỏ gửi lên cho
Quá trời rau bò ngót ăn cũng được 4-5 bữa. Bây giờ ở nhà sân thượng cũng trồng trồng chơi thôi chứ còn lâu nó mới mới ra đủ để ăn. À, chợ lớn là khu vực chợ Bình Tây. Mấy ngày nay thì các điểm bán thực phẩm đều đông, thì không có nhiều chỗ để người ta mua. Mà đi ngang thấy chỗ nào đông đông là biết thực phẩm rồi đó. Năm nay không thấy cái chỉ thị gì để giúp cho bình ổn giá hết trơn á, chỉ nói là không ra đường thôi chứ không có nói là không được đầu cơ tích trữ tăng giá để người dân an tâm, nên thành ra giá cả mấy nay loạn loạn giá, là do nhiều khi giá nó lên là do các quy trình nhập hàng nó phức tạp đó, rồi người ta cũng lên giá. Hệ thống càng lớn thì quy trình nó càng phức tạp, kiểm định này, kiểm duyệt ôi tùm lum, vận chuyển vận tải lại tăng nên giá nó tăng. Mà trong khi rau củ quả ở ở các tỉnh thì nó lại rẻ mà không có người ta không bán được nữa. Bây giờ người dân chỉ có người giàu đùm bọc cho người nghèo, người có điều kiện giúp đỡ cho người không có điều kiện thôi, chứ tự người dân tự cưu mang nhau thôi. Mong cho cái dịch bệnh này nó sớm đi qua, chứ giờ nhà nước cũng lo chữa trị, lo lực lượng để phong tỏa, rồi lo những người tuyến đầu không cũng đuối vậy. Bây giờ mình ở ngoài mình phải tự lo chứ biết sao giờ. À, mình đang đi ngang con đường Hải Thượng Lãn Ông. À, con đường rất là sầm uất vào những dịp lễ hội, lễ Tết. Mà nay thì trống không. Đó, nãy giờ mình đi đi ngang qua mấy chốt kiểm dịch đó. Đó, nhưng mà ngày nay thì thông thoáng rồi. Xả xả chốt hết à. Nên việc đi lại cũng đỡ cho những người thực sự có nhu cầu thì họ đi cũng yên tâm. Bây giờ thì có nhu cầu người ta mới đi chứ đi khơi khơi biết đi đâu. Đâu có chỗ nào ăn uống gì đâu đi. Hay là đâu có chỗ nào mua sắm gì đâu đi. Thì có công có chuyện thì mới đi chứ đâu có đi lung tung nữa. À, rồi chúng ta sẽ quẹo ra con đường Võ Văn Kiệt cũng như là bến Lê Quang Liêm, khu vực bến Lê Quang Liêm ngày xưa. Rồi video ngày hôm nay chắc đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng 15 TV. Nhân đây em cũng xin kính chúc toàn thể cô chú anh chị lúc nào cũng an lành, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và mong cho cái dịch bệnh này nó sớm đi qua để người dân chúng ta trở lại cuộc sống bình thường. Rồi chị cũng có dịp trở về quê hương đi du lịch đây đó. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, mình dừng cái đèn đỏ ngay đây nha. Nếu quẹo trái là mình sẽ đi qua hầm Thủ Thiêm qua quận 2 đó. Còn quẹo phải là đi ra An Lạc, Bình Tân. Đi về miền Tây theo con đường Sài Gòn Trung Lương.